Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hiện tại thì Ken đang có mặt tại đường Phước Lý 19, khu đô thị Phước Lý. Và hôm nay Ken xin giới thiệu đến tất cả anh chị và các bạn một lô đất nằm trên mặt tiền đường Phước Lý 19, khu đô thị Phước Lý. Lô đất này có diện tích là 100 m², ngang 5, chiều sâu là 20 m, đường 5,5 lề 3 m. Đấy các anh chị ạ, lô đất đây. Tên khu vực này, tên con đường này chỉ còn duy nhất đúng một lô. Khu vực dân cư thì, khu vực xung quanh thì dân cư xây nhà kính. Tại vị trí lô đất này, cách Đại học Duy Tân khoảng là 300 m, cách bến xe trung tâm quận Liên... cách bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng thì khoảng là 800 m, cách trung tâm hành chính quận Liên Chiểu khoảng là 1,5 km, cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 3 km. Một lô đất diện tích 100 m², ngang 5, chiều sâu là 20, nằm trên mặt tiền đường 5,5 lề 3 m, mà giá của nó chủ nhà đang chào bán là 2 tỷ 290 triệu, và có thương lượng trực tiếp lại chủ nhà. Rất rất tiềm năng anh chị ạ. Nếu anh chị nào quan tâm, hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại kênh 0914040688, hoặc để lại comment bên dưới để kênh trực tiếp liên hệ tư vấn cho tất cả anh chị. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Và hôm nay cũng là ngày 24 tháng 12 năm 2023 dương lịch, cũng là ngày Giáng sinh, xin gửi đến lời chúc cho tất cả anh chị và các bạn một mùa Giáng sinh thật là an vui, hạnh phúc cùng với gia đình. Và các anh chị và các bạn hãy ủng hộ cho kênh, đăng ký và comment chia sẻ cho tất cả người biết đến kênh nhiều hơn, để kênh phát triển và giới thiệu đến tất cả anh chị và các bạn nhiều sản phẩm tốt hơn. Xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn.